tại sao lại dát một lớp vàng khác lên chiếc Bentley khi chúng ta đã mất đi toàn bộ động cơ của nó? Zidane chua chát nói khi hay tin Claude Makélélé sẽ chuyển đến Chelsea vào mùa hè 2003. Trong suốt quãng thời gian khoác áo Real Madrid, những cống hiến của Makélélé chưa từng được ghi nhận một cách công tâm. Anh âm thầm cống hiến và chấp nhận việc mình bị gắn cho cái mác công nhân, trong khi mọi hào quang của ánh đèn sân khấu đều hướng về phía những gương mặt nổi bật trong tập thể đó như Ronaldo, Zidane, Figo hay Raul. Để rồi, sự ra đi của Claude Makélélé cũng đồng thời đánh dấu cho sự sụp đổ của thế hệ Galacticos 1.0, vì chẳng ai có thể khóa lấp khoảng trống mênh mông mà tiền vệ người Pháp để lại. Đó là bài học xương máu dành cho chủ tịch Florentino Perez lẫn các Madridista. Và còn gì đau đớn hơn khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phạm phải sai lầm chết người này không chỉ một mà những hai lần liên tiếp. Một năm sau khi chia tay Claude Makélélé, họ tiếp tục để một cái tên tài năng khác là Esteban Cambiaso gia nhập Inter Milan với giá 0 đồng. Và phần còn lại, như người ta vẫn thường hay nói, đó là lịch sử. Viên ngọc thô Esteban Cambiaso đã sớm gây ấn tượng với đội ngũ tuyển rạp viên của Real Madrid khi chỉ mới bước qua tuổi 16, khiến họ tức tốc phải mang anh từ Argentina về Tây Ban Nha vào năm 96. Sau 2 năm ăn tập ở Real Madrid B, Cambiaso đã quyết định đi du học để tích lũy kinh nghiệm. Cambiaso được cho mượn tới các đội bóng ở quê nhà Argentina như Independiente, River Plate trong 4 mùa giải kế tiếp. Dù được khoác áo Real Madrid là ước mơ của Cambiaso, nhưng sau khi trở về Bernabeu vào năm 2002, anh đã nhanh chóng nhận ra rằng một mẫu cầu thủ như anh sẽ khó lòng được trọng dụng ở đây. Lúc này, trong con mắt của chủ tịch Perez thì Claude Makélélé và Cambiaso đều là những cầu thủ thiếu cả tốc độ lẫn kỹ thuật. Tuy nhiên, Massimo Moratti lại không nghĩ như vậy. Chủ tịch của Inter Milan đã để mắt đến Cambiaso từ khi anh còn chơi cho River Plate và rất muốn đưa Cambiaso về sân Giuseppe Meazza nhằm xây dựng một bộ khung gồm toàn những hảo thủ Argentina. Mùa hè 2004, mong ước của chủ tịch Moratti cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi Cambiaso gia nhập Inter theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi theo chiều ngược lại, Cambiaso cũng rất vui mừng khi sẽ được sát cánh bên cạnh những người đồng hương như Javier Zanetti, Nicolas Verdiso, Julio Cruz và Juan Sebastian Verón. Bây giờ, những tiền vệ phòng ngự thường hiện lên với dung mạo một cầu thủ dùng sức hơn là dùng đầu, những tên đồ tể chém nên chặt sắt không thua kém gì các trung vệ như Roy Keane, Edgar Davis, Stephen Effenberg. Và chẳng nói đâu xa, tê giác Gennaro Gattuso của đội bóng cùng thành phố cũng được coi là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất. Nhưng Esteban Cambiaso thì lại khác. Thay vì xấu sang và dữ tợn như những người đồng nghiệp, tiền vệ Argentina lại được ngợi ca vì những phẩm chất đọc tình huống, phán đoán cùng kỹ năng tắt bóng vô cùng chuẩn xác, đi kèm với tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng tiếp cận, phong tỏa và làm chủ khoảng trống giữa vạch 16m50 cho đến vạch vôi giữa sân của Cambiaso đã khiến cho các tiền vệ tấn công cũng như hộ công của đối phương không thể nào có cơ hội tỏa sáng. Hơn thế nữa, Esteban Cambiaso còn được biết đến như một người không phổi với một nền tảng thể lực dồi dào. Cambiaso không hề ngán những cuộc so kèo tốc độ với các cầu thủ đối phương. Do đó, số người có thể chiến thắng được Cambiaso trong những cuộc tranh chấp tay đôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài ra, anh còn có thể tung ra những đường chuyền mang tính đột biến trong những pha chuyển đổi trạng thái, giúp cho miền đánh phản công của đội nhà trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Sự góp mặt của Esteban Cambiaso đã mở ra một kỷ nguyên đại thành công cho Nerazzurri. Ngay khi Ancucciu mới cập bến Inter Milan, huấn luyện viên Roberto Mancini đã trao cho anh suất thi đấu chính thức và mạnh dạn đẩy Edgar Davis lên ghế dự bị. Đáp lại lòng tin của Mancini, Cambiaso đã có những màn trình diễn hoàn hảo tới mức không chê vào đâu được. Theo đánh giá của các chuyên gia, Cambiaso và Kaká chính là hai cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2004-2005. Chiến thắng tuyệt vời nhất của chúng tôi chính là cú ăn ba. Mọi người đều rất nhớ cái đêm ở Madrid, nhưng đối với tôi, danh hiệu quan trọng nhất chính là chiến thắng ở Coppa Italia trong mùa 2004-2005
và 2005 2006, bước khởi đầu cho sự thống trị của Inter sau đó. Cambiaso chia sẻ: trải qua mùa giải đầu tiên trong màu áo sọc xanh đen, Esteban Cambiaso đã cùng với các đồng đội lên ngôi Coppa Italia. Nối tiếp sau đó là 5 chiếc vô địch Serie A liên tiếp từ năm 2005 đến 2010, qua đó tạo nên ách thống trị tuyệt đối tại đất nước hình chiếc ủng, khi mà các đối thủ cạnh tranh như Juventus đã suy yếu đáng kể vì hậu scandal Calciopoli, trong khi AC Milan thì lại không đủ sức bền để đua đường dài. Tại Inter, Cambiaso không chỉ gặt hái được vô số danh hiệu mà còn được thỏa sức thể hiện năng lực. Ngay còn khoác áo Real Madrid, anh không có cơ hội để dâng cao. Thế nhưng, trong màu áo của Inter Milan, Cambiaso lại chính là trái tim. Anh tham gia vào mọi khâu, từ thu hồi bóng, phát động tấn công, phối hợp và ghi bàn. Ngoài trừ mùa giải đầu tiên, thì Cambiaso luôn bỏ túi trung bình từ 5 bàn một mùa trở lên trong thời gian khoác áo Inter. Từ triều đại của Roberto Mancini đến Jose Mourinho, từ Rafael Benitez cho đến Leonardo, từ Gasperini cho đến Claudio Ranieri, từ Stramaccioni hay thậm chí là Walter Mazzarri, thì Nkuchu luôn là một nhân tố không thể thay thế. Nhờ có Cambiaso, tôi đã giành được quân ba. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng huấn luyện, Mourinho nói với Independent vào năm 2015. Những đóng góp của Nkuchu vào thành tích của đội bóng cũng như sơ đồ chiến thuật của Mourinho đã vô cùng to lớn. Cambiaso đóng vai trò như một chiếc mỏ neo trong hàng tiền vệ. Khi cần lùi xuống đá trung vệ với một trục dọc Julio Cesar, Samuel, Lucio, Cambiaso, Snyder và Milito, Mourinho đã có được một trong những đội hình ưng ý nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Dẫu một thập kỷ đã trôi qua, các Interista vẫn còn nhớ như in mùa giải huyền thoại đó. Và cho đến nay, Inter vẫn là đội bóng nước Ý duy nhất giành được quân ba. Tôi thừa nhận tôi đã phải đấu tranh tư tưởng để tin rằng mình đã giành chiến thắng. Trận lượt đi là một trận đấu tuyệt vời, nhưng thực sự nó không có ý nghĩa gì ở vòng đấu loại trực tiếp này. Ý nghĩa về khả năng Barcelona sẽ lội ngược dòng trong trận lượt về đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi chiến đấu đến những giờ phút sau cùng, Cambiaso bồi hồi nhớ lại. Sau cuộc đối đầu kịch tính với Barcelona ở bán kết, trận đấu mà Samuel Eto'o chơi vị trí hậu vệ cánh trong hơn 60 phút, đoàn quân của Mourinho cũng đã đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết với tỷ số 2-0, qua đó ẵm về danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên sau 45 năm. Được biết, Cambiaso đã đặt sẵn một chiếc áo của thời kỳ La Grande Inter những năm 64-65 để sẵn sàng cho màn ăn mừng chức vô địch Champions League trước khi bước vào trận đấu cuối cùng. Và rốt cuộc thì giấc mơ của anh được mặc chiếc áo đó cũng đã thành hiện thực. Tuy nhiên, đây lại là nốt thăng cuối cùng trong sự nghiệp của Cambiaso cũng như của Inter Milan dưới triều đại chủ tịch Moratti. Sau cú ăn ba đó, Jose Mourinho quyết định nói lời chia tay để chuyển đến dẫn dắt Real Madrid. Còn những công thần trong đội như Zanetti, Samuel, Lucio đều đã bước sang bên kia sự dốc của sự nghiệp. Kể từ lúc Mourinho ra đi, Moratti đã có đến 5 lần trạm tướng chỉ trong vòng 3 năm, khi mà Rafael Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri hay Stramaccioni đều không thể vực dậy một Inter Milan rệu rã. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Sau 2 mùa trắng tay, Moratti bán lại quyền sở hữu đội bóng cho vị tỷ phú người Indonesia Erik Thohir vào năm 2013. Trước những chuyển biến nhanh đến chóng mặt đó, các Interista không khỏi lo lắng rằng câu lạc bộ sẽ đánh mất bản sắc và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ngày đội trưởng Zanetti tuyên bố giải nghệ, câu lạc bộ Inter chỉ mong rằng Cambiaso sẽ là người kế thừa tấm bằng thủ quân của người đàn anh đồng hương và trở thành một đầu tàu mới đưa đội bóng trở lại với quỹ đạo. Nhưng không, sau 10 năm gắn bó với Giuseppe Meazza, Cambiaso cũng đành lầm lũi rời đi khi không được ban lãnh đạo gia hạn. Anh ngậm ngùi chia tay Inter và lặn lội đến xứ sương mù khoác áo Leicester City. Còn Inter thì phải chật vật tìm người thay thế Cambiaso. Phải mất rất lâu, đội bóng thành Milano mới có thể khôi phục lại vị thế năm nào của mình và chức vô địch 2020-2021. Năm 2017, tạp chí The Verses đã bình chọn Esteban Cambiaso là cái tên bị underrated nhất trong làng túc cầu kể từ sau những năm 2000. Vì cũng phải thôi, những mẫu cầu thủ kinh tiến, hiền lành, cần mẫn như Cambiaso
thường không được đánh giá cao và cũng không phải là đề tài hấp dẫn để báo giới ngày đó khai thác. Tuy nhiên, những cống hiến âm thầm và tài năng xuất chúng của Cambiaso sẽ luôn được khắc sâu trong những con tim yêu bóng đá, đặc biệt là của những Interista. Người ta vẫn thường hay nói "The best things in life are free." Và trên đây là cách mà Inter đã sở hữu một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử đội bóng với mức giá không đồng. Và đây là danh thủ không đồng Esteban Cambiaso trên cặp bóng đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. What's hip and what's current? I wanna go crazy in a house that's